Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết, cơ quan này đang lấy ý kiến sửa đổi một số điều của thông tư số 17 năm 2019 về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Dự kiến thông tư mới sẽ được ban hành trong thời gian tới. Cụ thể, nhóm đường bay có khoảng cách dưới 500 km vẫn giữ nguyên mức giá trần 1,6 triệu đồng một vé một chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội và 1,7 triệu đồng một vé một chiều với nhóm đường bay khác dưới 500 km như hiện nay. Nhóm đường bay từ 500 km đến dưới 850 km, mức giá trần tăng 50.000 đồng một vé một chiều từ 2,2 triệu đồng lên 2,25 triệu đồng, tương ứng tăng 2,27%. Nhóm đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km, mức giá trần tăng từ 2,79 triệu đồng lên 2,89 triệu đồng một vé một chiều, tương đương tăng 3,58%. Ở khoảng cách đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất mức giá tối đa là 3,4 triệu đồng một vé một chiều, cao hơn 200.000 đồng so với quy định hiện hành, tương ứng tăng 6,25%. Nhóm cuối cùng, khoảng cách đường bay từ 1.280 km trở lên được đề xuất mức giá 4 triệu đồng một vé một chiều, cao hơn 250.000 đồng so với quy định hiện hành là 3,75 triệu đồng. Đây cũng là nhóm được đề xuất tăng giá mạnh nhất tới 6,67%. Mức giá tối đa đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay trừ các khoản thu thuế giá trị gia tăng, các khoản thu hộ cho cảng hàng không, gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý, khoản giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm. Mức tối đa giá dịch vụ cũng chưa tính khoản giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm. Đây là khoản giá do các hãng hàng không quyết định trên cơ sở cân đối khả năng cung cấp dịch vụ của hãng hàng không và nhu cầu của thị trường. Các hãng hàng không quy định giá vé cụ thể trên đường bay hoặc nhóm đường bay theo phương thức đa dạng giá vé cho mỗi đường bay và chính sách giá giảm thường xuyên dành cho đồng bào, chiến sĩ thường trú tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Bộ Giao thông Vận tải cho biết việc điều chỉnh khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không nhằm bảo đảm các nguyên tắc định giá quy định tại pháp luật về giá, đồng thời thận trọng, công khai, minh bạch, tính toán mức độ và thời điểm điều chỉnh phù hợp, bảo đảm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Theo đại diện một số công ty du lịch, nếu được ban hành, quy định trần giá vé mới sẽ tác động rất mạnh tới thị trường hàng không và du lịch. Các đường du lịch tấp nập nhất như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc đều thuộc nhóm đường bay có mức tăng mạnh nhất, đồng nghĩa với chi phí cho chuyến đi của du khách sẽ tăng, ảnh hưởng tới lựa chọn điểm đến của du khách. Báo Thanh niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanh niên vn và kênh YouTube Báo Thanh niên. kính mời quý vị đón xem.